tục cái kiểu này đây. Hột bọng gì còn không? Banh hột hết. Ây da, hồi ôi còn xa quá mới tới. Điệp mến gửi lời chào quý ông bà quý vị chú bác anh chị em gần xa trên mọi miền đất nước nha. Điệp xin gửi lời chào các anh em đồng nghiệp và fan cô của Điệp luôn. Hôm nay về Điệp cũng nhắn bắt ông tiếp ở tục cả nhà ơi. Thì anh Nhiên anh ở ngoài vỏ rồi, Điệp cũng mới làm cây đuốc xong nè. Ây da, gì nè cả nhà, đi bắt ong mà như vậy đó, cả nhà thấy á, lội nó cũng gần tới nách đi luôn á. Nhăn găng để ba lội bám đất. Thì cái ra được bắt tô ong này, cái cây này nó dữ lắm cao. Dữ lắm cao cả cây cả nhà. Cao khoảng từ 20 mét đổ lên á. Cái giò đẹp đá chứ có gì rồi, hình như nó chảy nước màu rồi. Biết lắm mà chảy nước màu à, tại vì ở trong này á, là Điệp không có mang giày vớ được nghe nè. Đó, cái gì chú bác thấy không, nước ngập như gì nè. Đó, nãy Điệp lội lẩm bẩm gì đó, đi vô trên này là không có được, chui vô này ông vẽ mà nó đóng sơ sẩy đi bậy bạ, nó quýnh khóc tiếng a cặp không á, má nhìn không ra luôn á, nó buộc phải đòi cặp cái này nhầm cái nó sụp nó sâu lắm. Đây tụi ông nó đóng trên này nè, đóng cái cây thế ác thì không phải mấy cái cây tràm vỏ này nữa nè nha, đóng cái tràm keo, cái tràm keo hay là gì nhánh đó. Giờ Điệp dơ lên không biết chứ trong màn ảnh nhỏ chứ không thấy nổi tổ ong đâu. Nữa về Điệp phanh o nó, Điệp về Điệp coi kỹ lại cái nó đóng thì Điệp bị ở trên đó đó, cây này nó cao hơn 20 mét. Đi nữa Điệp về Điệp phanh o, bây giờ Điệp dơ lên thì có lẽ là không thấy. Trời ơi, đó rồi cái cây nãy Điệp có vô quan sát rồi cả nhà, nên dây bồng bông không nè, Điệp mới dẹt xuống như một đống nè đó, Điệp dẹt xuống cái đống cây này nè, cây này không biết cái gì ta, qua wow, trời luôn cả nhà ơi, đống cây cao nè. Ui chú bác thấy không, thấy nó ớn lạnh không, 20 mét đổ lên quá cao à. Leo cây này nó muốn bệnh đi luôn á. À, biết rồi cả nhà, thế này nha. Thịt dê này mặt trời nó hơi chá nha, chiều tầm này cũng đó, cây nó cao vậy đó mà tổ ong đóng ở ngoài đó kìa, ở đây thì thấy được cái lường tổ ong đó, cái chân chủ gọng trống nó thẳng lên đi lên luôn á đó. Đó, nó nằm nửa màn hình á, đứng ở đây thì mới nhìn thấy được cái lường tổ ong mà ở ngoài này thấy rõ lắm, ở trong màn ảnh chắc lẽ là không thấy. Thôi giờ Điệp chuẩn bị Điệp lên đây. À, quá im ở nhà, mà toàn là Điệp ăn xương không à cả nhà ơi, không biết làm sao nữa. Sao mà Điệp ăn xương không, Điệp cũng không hiểu luôn. Điệp cũng đâu có ở ác đâu. Ở trong này bắt á, Điệp bắt bằng nhang nha cả nhà. Nói chung là rớt cả tàn nhang xuống đây cũng không có ảnh hưởng gì gừng nha. Đó. Thì Điệp cũng không khuyến khích anh em sẽ làm theo Điệp nha, tại vì ở đây nó có nước thôi, không sao chứ. Nói chung là Điệp đi sau một bước thì Điệp sẽ đành ăn xương. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Phật ông ta phổ độ cho con leo mạnh tay khỏe chân. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Rồi. Giờ tiến hành thôi, kiến nó cắn muốn bệnh. Bàn kiến hồi với kiến gì không biết nữa. Cái đầu cho bá lửa ở dài. Cắn nách. Mong quý vị chú bác ủng hộ nhiệt tình cho Điệp nha. Để Điệp còn có thêm động lực trong những ngày sắp tới. Điệp leo gần lên tới đó là Điệp may có đốt. Cây này anh Nhiên anh kêu lấy cái đôi giày đinh leo. Nhưng mà cái đôi giày đinh á, rồi mang ổng vô rồi mang tùm lum chân đi vô đây nước nôi không à. Trong này nó không có diện tích cả nhà coi nè, không có diện tích để mình đứng mình mang á, Điệp đành leo tay luôn. Anh kêu lấy mang đôi giày đinh đi leo cho nó khỏe, mang đôi giày đinh leo thì nó khỏe thiệt, cái gì nó cũng có mặt. Mang đôi giày đinh á, leo ở cây thì nó khỏe, nhưng mà cái xuống cũng hơi lâu, cộng lại cái nó ra gai mấy nhánh nhỏ khó lắm. Ông với bà ơi đừng xuống nha, sợ leo động xuống tử. Bên đây hạ đốt gần tới tôi, tới chưa tới đâu cả nhà, đốt một cái đi, chứ không có chủ quan đâu. Cao bên kia bông tràm nở trắng hết trơn,
ăn toàn là ăn xương không. Phải ăn, ăn được một miếng thịt nó cũng đỡ. Nè, được sử dụng bằng nhang nha anh em. Anh em nào có ý kiến hay hơn thì comment cho đẹp nha. Da kiến cắn nữa rồi đó. Kiến gì biết, cái đầu bự chà bá lửa. Để cắn chu chu nách cắn. Cắn nó cắn cánh không. Cắn ngay chân cái chu nguyệt không. Cao quá đẹp không biết có mặt mày gì không nữa nè. Nó mô vô Phật. Khúc này là ôm hải vậy nè. Rung kinh tụi ông ơi, giá cho ông ba đựng ra. Nên review tụi ông cho cả nhà xem. Bự lắm, nó dài. Giờ đi nè. Leo lên này cả nhà coi nè. Hết cháy rồi. Sắp tới tôm rồi. Thiệt tình. Cuộc đời học hành thì chẳng có đến nơi đến chốn. Nên chọn ngày săn bắt cực khổ vậy đó. Mà đâu phải là anh đẹp đâu, cũng các anh em khác cũng nhóc mà. Hãy vươn lên mà sống. Vì các con ngày có đẹp dĩ cả nhà, đi kiếm miếng ăn. Anh em khác cũng vậy, đi bư vào để kiếm được đồng tiền. Những giọt máu con ngọt đổi lấy chén cơm manh áo lo cho vợ cho con giống như đẹp thôi. Mong các anh em đó leo cũng được mạnh tay khỏe chân giống như đẹp. Giá cho mấy anh đó, mấy anh em. Chúc cho toàn thể quý khán giả đang xem anh nhỏ đẹp có sức khỏe dồi dào luôn. Tới tụi ông rồi. Bự quá bự luôn. Dữ lắm, bự tụi ông dài á. Không biết có quay được cả nhà xem không nữa nè. Leo lên tới đây là muốn bệnh rồi. Tôi ống dài. Hết biết rồi cả nhà. Ui bự. Má ơi. Rồi. Cho khói lên. Lấy ngược bên nữa trời. Rút vô đẹp rồi. Già. Con này già luôn rồi. Thôi. Con này già rồi. Biết việc chống cái nha nhà ơi. Chống cái thằng đi ra. Đừng có dướng máy móc. Ôi cục mặt có cái nhà ơi. Cây mà cũng leo ra ngoài cũng bựa nha. Và cũng trống cái này mình dễ làm ăn. Ồ, mặt đã quá. Ồ, nhánh cây bên kia nó quất nó đập á. Tổ ong cái gì đó. Tổ tổ này điệp gọc dĩ nha. Quá dài luôn nè. Mặt nằm thì biệt bị ở ngoài đó đó. Có nhà thấy trắng trắng không? Rồi, ra ngoài lấy cái tổ ong này mới khó nè. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, giá cho con ra nhánh này nè, mạnh tay phải chân đi. Cái nhánh này nó bằng cái cùm tay cô đẹp ở đây nè. Sợ nó nhỏ hơn nữa nè. Cô dì cô bác cái này cầm dừa nè, còn này cô đẹp. Cùm tay cô đẹp bự hơn. Nè. Khúc này nè nha, chứ cái khúc ngoài này thì nó nhánh cây này nó bự hơn cùm tay cô đẹp.
khúc này thì nó bự hơn, còn cái khúc ở trong này thì cái cây nó nhỏ hơn, khúc này này bự hơn này, còn này bự hơn này. Quê một điều rồi, tiến hành quất. Leo mệt cả nhà ơi, nói chuyện sầm sàm vậy cho nó có được cái niềm vui, bớt cái sự tập trung sợ hãi, chứ không có tốt lành gì trơn. Kiếm đường được treo cái này cái mà được. Ui, ghê quá, không có mang cái cọng dây dù, có cọng dây dù ấy này đã quá. Ây da, mặt đá quá, mặt đá không có mang cái cọc. Ui, nhánh này dễ bị tét lắm nha, nghe đẹp ơi, cẩn thận đây nha, mấy nhánh cây mà nó đóng gì nè dễ bị tét lắm. Ra ngoài có khoảng 1 mét, khoảng 2 mét là tới cái cục mặt. Ghê quá, gọc cái dĩ bớt ngay nha, được gọc cái dĩ bớt cho nó gớt xuống cái, cho nó gớt cái dĩ xuống cái cho nó nhẹ. Tới lên tới đây mà quýnh nó chơi, móc con dao mà không biết bị móc luôn. Ông với bà ơi, gà tổ đi, cho nó nhẹ nhẹ, điệp gọc cái dĩ bớt. Ủa cái dĩ nó mặt không ta? Ủa cái dĩ mặt cả nhà ơi. Ủa nó chạy kèo. Ủa mặt nè, quá đã vậy. Thôi con để ra đây cho ông với bà có ăn lại chút ít đi, có mặt này nha, chứ không phải là không nha. Dịch nói có đó là có, leo cây leo cối gì nó xạo nó dốc nó láo không chi. Chủ yếu ra là mình gọc cái này để cho cái tổ nó nhẹ, nó nhẹ thôi đó. Ui da, quýnh trời. Tụi con ong ở đây quýnh sao nhất nhất gì dữ à. Ui, cạo kèo sạch luôn, cho mai mốt về được lấy khúc ở trong này trước, còn cái đầu mặt lấy sao. Nhánh này hồi điệp nằm ở đây nè, dưới nhánh này nằm không được. Ui da, rất cháy cái giò, hết đi cái đục mặt rồi. Coi cái nào có mặt thì lấy. Này không. Ồ có. Có mà chút ít chảy vô bọc rồi. Để đây cho ong nó ăn lại đi. Cục mặt này nó cục mặt dài, đã quá. Quá đã. Thì có mà có cũng được chút ít. Còn đây nè, cạo kèo sạch mai mốt mới về. Còn cái đầu mặt này mới đã nè, mặt này biết sao lấy nè. Này má ở đây đi Si Huynh ơi. Má ở đây đi. Quá đã rồi. Nam mô Phật, Nam mô Phật. Giờ điệp nằm này, điệp nằm lên đây, điệp cắt. Quá trời cục mặt đã rồi, mà không có review cho cả nhà xem được. Tại nhánh cây hôi bựa quá cả nhà ơi. Quá trời nhánh cây nhỏ. Nằm cũng hơi khó nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ui, vô bờ đi hạ lụm cái con ong.
Ôi ui, cá tí nữa, cá tí nữa, bạn mày luôn. Đất trời ơi, vậy mà nó muốn khô rồi. Má ơi, leo thôi tới ông. Vậy mà nó muốn khô trời. Ui, nó cực khổ. Má ơi, cứu con. Ừ, nhanh cây. Thiệt tình nhanh cây. Đóng thơ ác thiệt kìa. Đóng gần trong này đi. À, đóng gần trong này cũng không còn tới quận điệp điệp. Ôi, cái đầu mặt hết biết bự mình nó khô uổng thiệt chứ. Còn được miếng mặt một mặt nè. Khô cái đầu này nữa nha. Thiệt tình. Khô này đây, nửa xị. Ui. Tôi cứ gọi rớt rồi. Khô mà còn được miếng. Dùng đi dùng lại mấy cái này cũng được nửa lết mặt coi. Ui da quýnh. Con xin mặt rồi mà sao đi lấy lại chi nữa hoài vậy. Rồi. Thua. Dùng đi dùng lại kiếm nửa lết mặt chắc là được. Tức mình thiệt chứ. Của ông á, 1 lít mấy. Được con cục này. Cục này còn có xíu xíu mặt. Dư nó dư cục này. Mày nè nha, mặt nè. Đó. Dần ôm luôn vậy nè. Dùng đi dùng lại chắc được nửa lết mặt cả nha. Thôi kệ. Mà cậu cho ăn nhiêu thì mừng nhiêu đi. Đòi hỏi nữa hả? Hả đẹp. Không có đâu. Chờ vài tháng sau tụi ông lại về đi rồi có mặt. Qua wow, trời leo cây nó muốn bệnh luôn. Leo cây thiệt tình. Ông bay. Ui chú bác thấy không? Hết biết không? Thôi giờ điệp ấp máy đi nha, đi nha cả nha. Điệp cái đường của điệp xuống á, không phải là gần đâu, xa lắm. Đây, cái đường của điệp xuống nè. Nãy điệp đứng ở dưới cái lỗ trống ở dưới đó đó, điệp quay lên á. Trên 20 mét. Cái nhà thấy ghê thiệt chứ. Thôi giờ điệp xuống đi, rồi khi nào lập tổ nữa điệp quay cho cô dì chú bác anh chị trải nghiệm ha. Nè nè nè. Nè chào cả nhà cái nè. Chào nha. Nó móc qua đi, có được tí xíu rồi. Vậy hả? Ừ. Có giống gì đâu mà. Nếu mà cái tổ này nó không khô là bụng nè. Tại vì để trong cái bọc nha, mà để ở dưới đất này cũng không ảnh hưởng gì với nó dưới bọc nó nghe nha. Ừ, nó gì đó. Thì khô. Hết biết tức. Thôi giờ đi tiếp đi, điệp đây nha xem nha, tại vì nó bị khô rồi cả nhà. Ui ui, tổ tức hết biết rồi. Lít mấy gần lít mấy anh cắt bỏ hết trơn luôn. Bị khô uổng hết chứ. Mặt bự lắm rồi. Ừ, đồ mặt bự. Mình cắt bỏ nè. Leo cây mệt hơn 20 mét. Xuống cục mặt có chút xíu. Muốn bệnh, muốn bệnh luôn. Rồi thôi điệp ấp máy nha. Ui. Chào nhà nè. Nhà nha. Lại là em đây hả? Đến hàng là lên nha. Điệp đi qua đây điệp review cho cả nhà xem có ông này thì điệp dẹt ở đó cả nhà. Ủa, anh lấy ấy chưa, anh lấy dao chưa? Có để từ để em review cái em phang. À, khối nó lên rồi sao review được. Quá wow, trời luôn rồi, khối nó lên nè. Đi qua ông cả nhà ơi. Quá wow, trời khủng luôn, nó không nha. Đó, tổ này thì cái cây này là điệp dẹt mà điệp mới bắt có con dao một à. Mấy anh kia ảnh đến đầu ảnh ảnh mặc đồ ảnh bắt sống luôn. Không biết có mặt hay không cây cả nhà ơi. Rồi lắm. Ê anh đừng có làm gì. Đâu có em cho khối vô trước. Quá đã. Đã hết luôn rồi. Hả? Đã hết luôn rồi. Đã hết luôn thì nó tách đàn đi qua ở bên kia á. Đây em. Có mặt quá cho cục mặt rồi. Quá đã luôn cả nhà ơi, cục mặt nè. Đó, biết luôn rồi. Con này nó nổ hết nghe nha. Nó tách đàn rồi đó, nó tách đàn rồi nó qua ở bên kia đó. Đó, đã không nha. Rồi nè. Anh xử lý đi. Đây.
cắt luôn cả nhà ơi. Quá im. Miếng mặt đi. Ông với bà cho con xin mồm một miếng mặt. Con này quá đã cả nhà ơi. Trời điệp ghi biêu con cái nó máy được. Quá đã cả nhà ơi. Thôi đi kìa. Mà la ra đi. Cà na xí mũi. Quá đã. Mọi người coi nè nha. Đây nè. Hả? Đốt đốt luôn. Ghê vậy? Đây, con cái từ dưới cái lên luôn mọi người ơi. Phát quả nha. Rồi. Con dao này là con dao thứ tư nè, là tới điệp đó. Thì em cũng cảm ơn ba anh đi bắt ông người vẽ nha. Anh gì ta? Anh Thơ rồi anh Tân. Anh Tăng rồi anh ông anh bữa đó chắc vô tình vô thôi. Anh Tăng thì anh vô tình. Anh vô tình đi nha, anh gặp rồi anh mặc bộ đồ bắt ông vẽ anh lên luôn, anh hơi chắc là không có mặt đó. Mình mới cắt mấy ngày trước mà đúng không? Mình mới cắt hai bữa rồi anh vô. Anh hơi rồi không có mặt rồi thôi chắc anh xuống mấy cái tổ đó nó bị suy dinh dưỡng rồi. Suy dinh dưỡng là nó là gì nè? Nè. Nếu như mà cái này nè ha. Nếu như cái này nè là của nó màu trắng giống như gì luôn thì tổ ong nó sẽ tạo chúa nó đẻ, mà cái này là cái màu vàng là nó đã nở đi hết rồi thì nó tách đi qua ở bên kia rồi, khi mà cái đó nó màu trắng đi luôn á là nó tạo chúa. Quá đã rồi anh ơi. Có bông leo cái cây cao bà cố luôn mà không có một miếng có được nửa lết mặt, còn leo cái cây á thập chủng nha. Lên lít mấy à anh? Còn mặt thôi đi, gạo đi mình để cho nó mất rồi. Quá đã, lít mấy rồi. Em cảm ơn anh Tăng với anh Thơ với các anh em. Quá đã, cho khối nó lên một cái đi. Để này rồi. Quá trời luôn, lít máy. Quá đã rồi ơi. Thôi đi xuồng đi xuồng hả? Đi chạy. Nói chung cũng gặp bà kinh rồi cả nhà. Thì anh em nào đi ngang gặp đó thì hốt thôi. Điệp dẹt điệp hốt. Con dao nói chung là sống chết có nhau á. Chi ngọt sẽ bùi đành lá đùm đành lá gách, có gì địch hơn thế đó. Thì mỗi anh cắt dao là điều. Chiếc này là anh em cũng bỏ lâu rồi, anh em không vô tới điểm chạy hả? Đúng. Này hả nha. Em không ha, không sao đâu anh. Có khối anh lại ngồi gần đây đi. Em sợ nó dữ lắm nha. À, bợ đã không? Nặng không? Có nặng trụ vậy? Nặng. Đó nha. Quá cả cả nhà ơi. Mặt nè. Đã không? Ông anh luôn. Vậy đi, vậy đi. Còn miếng con hang hồi được chỉnh vòng qua đây cái nên thì có con dao này. Nó chỉnh đi. Quá đã. Nói chung là giờ chỗ này với tổ kia lại cũng được cả lít rưỡi nha. Cũng được, còn phấn nó nhiều lắm. Thôi giờ được ốp máy đi nha. Ốp máy đi nha. Rồi đằng kia còn tổ không? Còn, tổ kia còn. Hả? Ok con. Rồi cả nhà đón xem video tiếp theo nha. Tại vì video này nó cũng tầm giá lọt vào 20 mấy phút rồi cả nhà ơi. Nói chung là đăng già nhiều quá cùng xem biết cũng nhàm chán. Đăng hai tổ đi rồi nữa cả nhà đón xem những tổ ông tiếp theo điệp bắt từ đây cho đến chiều coi được một hai tổ với mấy nó gì nữa. Điệp chỉnh phóng ha để mà cho mình vô chai á, nó đừng có bị lên lơ đi lên bọt thôi. Nó chứ không gì á. Nói chung là cũng được cục này với cục kia. Nãy rồi vòng cũng được hai ủa bạn lộn lít mặt chứ lộn nó hai hoài. Chỉnh phán hai nè. Rồi bây giờ okay rồi đó. Rồi bây giờ anh lấy cái kia lên đi. Rửa tay chứ. Anh rửa tay đi. Thì nói chung là ba chân mình rửa nha, mình không có đụng để gì nhiều cũng thấy. Đó. Cả nhà thấy không? Nè. Bù này qua bên đây, nói chung là lít mặt kiếm được một lít mặt nó nghe cả nha. Đó. Rồi. Bù qua bù lại kiếm một lít thôi. Anh em trải nghiệm như vậy đó. Nói chung là cũng không có được nhiều. Đây, tổ này là cả nhà quá trời quen thuộc ha. Đó.
chỗ này cũng điệp bắt cắt rồi, cũng có siêu huynh nào nẻ đi lại nữa. Ồ, nẻ mà không có cạo kèo quá trời, một dao hai dao ba dao, tính ra ba bốn dao anh. Chỗ này giờ điệp lên điệp gọc tổ nha, nha điệp gọc tổ để cho nó đi nơi khác á, nè để cho nó đi nơi khác cái đóng á. Trời nó hơi chá ha, gọc tổ cho nó đi nơi khác đóng chứ tổ này cũng không mà. Tổ này tổ tiếp theo tổ thứ ba. Con tổ đầu thì nó cao người miệu, tổ thứ hai thì nó gần sát bên luôn. Tổ đó là cái kèo của điệp dẹt, tổ này là tổ thứ ba. Chỗ này mấy anh đó ảnh cũng sao rồi hả? Ôi ôi chạy rồi. Có mặt mà nó không có làm cái bầu mặt là lý do không gọc cái đầu xéo cũng được nè nha. Trời nó hồi trái ha, nhanh anh ơi nè nha. Đây đi review con cái ra nhà xem. Ừ nè nhà cái nè, đầu thì điệp cắt ở ngoài đó đó, kế đó trong này nữa điệp cắt nữa. Con tới cái con dao này nè, dao này mấy anh đã cắt đó. Mình cắt con dao này dao dao thứ ba nè chứ hả? Ừ cắt ba bốn dao gì rồi hết nhớ rồi mấy anh đó. Anh cắt con giờ điệp cắt điệp cục tổ luôn, giống như đằng kia vậy đó. Lắm. Phá nó chưa được. Hả? Phá nó chưa được. Ừ, cắt con lít mấy á. Phóng nhiều không? Con phóng nhiều không? Hả? Không. Em thấy gì đắng đắng cái chỗ cái ngông à, cái chỗ tay nè, cái ngông nhét cái đầu vô. Này hả? Dưới này nè, cái đồng mình nó ờ cái chỗ cái đồng ông đưa nó đứt ra đó. Không, nở nó nở hết trơn rồi. Ui trời ơi trời ơi. Rồi mình mãi em hết trơn đi luôn rồi. Ui nó nở hết trơn rồi. Quá trời luôn, vô mình mãi em hết trơn luôn rồi. Tày hết trơn nãy nè. Ừ mát. Còn nhiều lắm. Quá trời cục mặt này rồi. Hả? Con quá trời ơi. Cạo cho kìa. Quá trời cục mặt này, coi là cái lít nữa trời. Anh cầm cái cho em cạo cái cào kèo cho sạch để mai mốt cho ông về. Khỏi. Hả? Thì bữa ăn cơm dục luôn mà khỏi nào ghét hả? Ghét hả? Ây da, trời ơi. Mặt hả? Quá trời cục. Quá. Cứu cái tay của đẹp hết trơn nè. Cái tay của đẹp nè. Mặt á. Rửa cái nhà. Đem em cởi cái đó bỏ đi. Đây em vũ vô. Hả? Chịu nhỏ lắm. Thì anh để lên đây đi rồi hồi mình vũ sao. Rồi mình anh lấy cái thành quả kia thiết tình cái miệng. Nè. Để đây đi. Đó. Cục mặt này mày nó mới đã nè anh ơi. Anh ơi cục mặt này cái lít đó trời. Nặng hết biết luôn. Đi. Có lý hơn kia đó. Ừ có lý hơn cái cục mà vừa rồi nữa nha. Bay đi, bay về nhà đi. Không sao đâu. Tôi xin nhấn mặt. Đâu, em ghi biên xác đi vô một cái coi. Ý cái đây là cái đầu của anh, cái chúng nó. Nè, đầy ống luôn đó nha. Đó, đi bự luôn rồi. Đó phải ông đây. Nó dính thắng. Hơi hả? Nè, bảo nó lấy dao liễm. Hết rồi. Nãy em chỉnh cũng hơi sâu rồi đó. Nói chung là bây giờ tính như cục này như cả lít đi cả nhà. Lít đi. Lít dưới cấp đầu được tắt cái tổ cấp đầu tiên nè. Ủa?
cái này cái cục cây cao ờ, đúng là cái cây cao. Cây cao thì cái tảo này nói chung là cũng không được nửa lết mặt, nhưng mà cái này là cái cục này là cả nãy cả lít nữa, tính như thôi dùng qua dùng lại một lít một xị đi, như cái này nửa hơn nửa lít mặt ra đi, tính là ba xị dồn lại thôi, cái này lít đi đó. Nhìn bao nhiêu đây, được cho một lít đi, tính bèo bèo như cái bánh xèo đi, lít với cái này một lít nào nữa nè. Qua wow, trời cái bài bản này đó. Ui cái bài bản hết biết rồi nha, bài bản này một lít nữa đó, nặng dữ lắm nha. À, hai lít nè, ba tổ ong hai lít nè cũng được cả nhà ơi. Rồi giờ thành quả của Điệp mới bắt cũng xuống ngay chân chỗ gốc luôn. Điệp ngồi tại gốc, tại gốc luôn đó, tổ ong đó. Còn phấn nữa hả? Rồi Điệp mến gửi lời thăng thương á, chúc đến quý ông bà cô dì chú bác anh chị em gần xa trên khắp miền đất nước có buổi tối xâm lý của Điệp luôn giải hạnh phúc yêu thương. Thì cô dì chú bác anh chị em nào có nhu cầu mà mua ủng hộ mặt hàng bên Điệp á, chúm lương hay là mỡ trăng hay là mặt ong gừng hay có ong người dẻ, nhân ong người dẻ, thì xin liên hệ trên góc phải video màn hình của Điệp có số điện thoại của Điệp đó, ở đây nó này nha, đó là 0908 765 334. Thì Điệp cảm ơn cả nhà rất nhiều đã trong thời gian qua đã bỏ chút thời gian quý báu để xem clip và ủng hộ kênh nha. Giờ Điệp nói là chia tay, Điệp bye bye cô dì chú bác anh chị em. Chào cả nhà nha. Bye bye. Nụ cười xinh cũng được hai lít mặt. Rồi, bye bye cả nhà nha. Vậy. Chúc cả nhà buổi tối xem clip của anh em mình vui vẻ nha. Tại anh này anh đang chỉnh ly lại 3.2 dưới mặt nó chạy tàn ở đó nha. Rồi giờ được ốp máy nha, nói chung là thành quả vậy là cũng tạm ổn rồi, nó rồi cả nha ơi.